Trương Thế Vinh Thúy Ngân bị tóm khoảnh khắc bất thường tại đám cưới Puka, ven lại lên thuyền. Trương Thế Vinh và Thúy Ngân từng có thời gian là cặp đôi được đẩy thuyền rầm rộ, không chỉ nên dần mà còn cả dàn sao bít, điển hình là Trường Giang cũng trở thành thánh treo thuyền cho cả hai. Tuy nhiên hiện tại Trương Thế Vinh và Thúy Ngân vẫn luôn giấu kiến chuyện tình cảm, chưa bao giờ đính chính thông tin hẹn hò. Mới đây, trong một khoảnh khắc được ghi lại tại sân bay, trước thềm đám cưới Puka và Jin Tuấn Kiệt, Thúy Ngân và Trương Thế Vinh đã bị bắt cặp kè bên nhau vô cùng thân thiết. Không chỉ vậy, ST Sơn Thạch như đang bị ra rìa, khiến ai nấy không khỏi thích thú. Khoảnh khắc này cũng khiến hội để thuyền được phen dần dần. Trước đó Thúy Ngân cũng từng tuyên bố, bình thường mọi năm, em hứa với ba em thôi, nhưng em thấy không thực hiện được. Năm nay em hứa với tất cả mọi người là em sẽ bước vào cuộc đời của một người và ở lại đó luôn nhiều người cũng đã déo tên Trương Thế Vinh và cho rằng chính anh là nửa kia của Thúy Ngân. Cách đây không lâu, mạng xã hội bất ngờ lan truyền khoảnh khắc, Thúy Ngân, Trương Thế Vinh hôn nhau xe đắm. Tưởng đâu thuyền đã cập bến nhưng sự thật khiến fan ngỡ ngàng. Được biết đó chỉ là một cảnh quay trong bộ phim mà bộ đôi cùng tham gia mà thôi. Cuối tập 5 của mini series Nữ Chủ, Hải Đường và Khánh đã có nụ hôn tái hợp ngọt ngào sau 3 năm xa cách. Nụ hôn vừa là nụ nhớ ra giết đến người yêu cũ, vừa là sự rằng xé nội tâm giữa hai nhân vật với tình cảm éo le hiện tại. Thời gian hải đường chịu hình phạt trong nhà giam, Khánh đã quyết định từ bỏ công việc, dần xa lầy vào gia đình tội phạm của Cao Thiên Huỳnh Đông, không chỉ trở thành con rể của ông trùm, Khánh giờ đây còn là cánh tay đắc lực của quân thái tử. Thời điểm gặp nhau, cả hai đang đứng ở hai chiến tuyến khác biệt, hải đường mang thân phận là nữ tội phạm xâm nhập vào gia đình ông trùm, còn Khánh là một thành viên trong đó, dù thế anh chàng vẫn lặng lẽ hỗ trợ và giúp đỡ cho tình cũ. Nụ hôn tình cảm của cả hai nhanh chóng oanh tạc toàn cõi mạng, không chỉ người hâm mộ mà khán giả yêu thích nữ chủ cũng nhiệt tình đầy thuyền, mong cặp đôi phim giả tình thật. Đây không phải lần đầu tiên Thúy Ngân và Trương Thế Vinh được khán giả gán ghép, nhưng có thể nói phản ứng hóa học ngọt ngào khi ở cạnh nhau của cả hai luôn khiến dân tình phát sốt. Ai nấy cũng đều phải tấm tắc khen cặp đôi và mong cưới ngay. Phản ứng ngọt ngào giữa hai người trong phim khiến cư dân mạng có một phen rầm rộ, nhiều bình luận cho rằng đó không hề diễn, hoàn toàn là tình cảm thật nụ hôn lãng mạn không dị và thô như trong những bộ phim khác bí vinh và ngân hôn là hôn thật hay những bình luận hài hước khúc hai người hôn nhau mà tôi rớt nước mắt giá như ngoài đời hai người yêu nhau thật thì tốt biết mấy và còn vô số bình luận đẩy thuyền dành cho cặp đôi nữ chủ một mini series nói về hành trình đơn thân độc mã của một nữ tội phạm đối đầu với một tập đoàn tội phạm khét tiếng và một cuộc tình không thể có một hồi kết tốt đẹp. Phim mang đến những pha hành động mãn nhãn, những cuộc thanh trừng khốc liệt, những âm mưu trừ khử lẫn nhau giữa các bà vợ và nhân tình của ông Trùm. Hiếm có cặp đôi với nào được người hâm mộ đến rằng bạn thân nghệ sĩ nhiệt tình đẩy thuyền như Trương Thế Vinh và Thúy Ngân. Dù năm lần bảy lượt lộ hiên hẹn hò, nhưng chính chủ vẫn chưa một lần lên tiếng xác nhận tuy vậy các ông mai bà mối không hề chùn bước mà vẫn quyết tâm trèo thuyền tới bến dù vậy trong khoảng thời gian qua thuyền này dường như đã chìm vì cả hai không còn xuất hiện cùng nhau nhiều như trước liên tục vướng tin hẹn hò thúy ngân lên tiếng nếu có yêu đương thì từ từ sẽ công khai thôi cứ mỗi khi xuất hiện trong các chương trình thực tế, game show, Thúy Ngân sẽ được khán giả nhiệt tình mai mối với các sao nam vê sau khi soi được 7749 hành động đáng yêu mà cả hai dành cho nhau. Sau thời gian dài được đẩy thuyền với Trương Thế Vinh, Thúy Ngân được cư dân mạng mong thành đôi với Isaac khi cả hai cùng ghi hình hành trình rực rỡ. Đáng nói nhất, Thúy Ngân vướng vào những cuộc tranh cãi ồn ào trên mạng xã hội vì loạt ý kiến trái chiều khi được ghép đôi với ST Sơn Thạch. Bởi lẽ một bộ phận dân mạng đang tích cực đẩy thuyền cho ST Sơn Thạch và Ngọc Nữ Lan Ngọc mới đây thúy ngân trực tiếp lên tiếng nói rõ cảm xúc mỗi khi được tác hợp với đồng nghiệp nữ diễn viên cho biết việc này chỉ nên dừng lại ở giới hạn là hành động vui vẻ thể hiện tình cảm và sự yêu mến của khán giả dành cho những người nghệ sĩ mà họ yêu thích chứ không nên tranh cãi ồn ào thúy ngân nói do mọi người yêu mến nên mọi người ghép đôi tôi thấy dễ thương miễn là các bạn đừng cãi lộn qua lại mình chỉ ghép cho vui thôi mà ví dụ mà có yêu đương hay gì đó thì từ từ sẽ công khai thôi mấy bạn ghép đôi đừng suy nghĩ tiêu cực quá rồi cãi nhau cặp nào cũng đẹp hết vì trong mắt người khác thấy đẹp thì họ mới ghét, mình đừng đạp thuyền người khác để nâng thuyền mình lên. Tôi hay dặn các bé team mình là kệ ai nói gì thì nói, chỉ vui thôi mà. Thật ra chuyện các bạn đẩy thuyền đâu quyết định được tình cảm của họ có thật hay không đâu. Có thật hay không là do chính các nghệ sĩ xuất phát với nhau thôi. Nó không thể xuất phát từ việc các bạn đẩy thuyền thì họ mới yêu nhau. Mọi người hãy đẩy thuyền một cách nhẹ nhàng dễ thương thôi. Trước đó Thúy Ngân và Lan Ngọc cũng có buổi gặp gỡ thân mật để chứng minh mối quan hệ chị chị em em vẫn tốt đẹp, chứ không bị ảnh hưởng bởi những thông tin trên mạng xã hội. Thúy Ngân là người kín tiếng trong chuyện tình cảm, ít khi chia sẻ tình trạng yêu đương hiện tại với công chúng. Nhiều khán giả cũng đồng tình với chia sẻ của Thúy Ngân, bởi lẽ nghệ sĩ vốn chỉ là người bình thường và cần được tôn trọng cảm xúc riêng tư. Thúy Ngân chốt kèo cưới năm 2023 đã có MC quốc dân làm chủ hôn. Lần này, Thúy Ngân đã có những chia sẻ bất ngờ về chuyện tình cảm của bản thân đứng trước đông đảo đồng nghiệp khán giả Thúy Ngân chia sẻ, bình thường mọi năm em hứa với ba em thôi mà xong em không thực hiện được, năm nay em hứa với tất cả mọi người là em sẽ bước vào cuộc đời của một người nào đó và ở lại đó luôn. Lời hứa của Thúy Ngân khiến MC Trấn Thành bất ngờ, anh chỉ ra điều bất thường, không có ai rảnh mà hứa nha quý vị. Phải có rồi mới giả bộ hứa cho ai coi tivi ở nhà người ta khoái. Thấy đàn anh nhiệt tình, Thúy Ngân không khỏi bất ngờ, cô tiếp tục đặt vấn đề về việc liệu Trấn Thành sẽ làm chủ hôn cho lễ cưới của mình hay không trấn thành đáp lại anh là đại lý của em mà kiểu gì kiểu gì cũng phải qua anh trước đã để anh coi anh trích hàng cái đã rồi anh mới giao qua cho chính chủ quý vị hãy liên hệ em em là anh trai của nó đại diện nha quý vị Chuyện tình cảm của Thúy Ngân vẫn là điều người hâm mộ cô trông chờ bấy lâu. Từ trước đến nay cô vẫn khá kín tiếng trong các vấn đề về đời tư. Lần hiếm hoi Thúy Ngân nhắc về tình yêu là năm 2018, khi ấy cô trả lời phỏng vấn và tiết lộ từ khi lên thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua hai mối tình. Dù có nhiều tin đồn tình cảm với đồng nghiệp, đến nay Thúy Ngân vẫn chưa từng thừa nhận mối quan hệ tình cảm nào. Trên mạng xã hội, Thúy Ngân thường có những dòng trạng thái thể hiện mình vẫn còn đang độc thân. Hiện tại sự việc vẫn đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Thúy Ngân bất ngờ lấp lửng chuyện sinh em bé khiến dân tình ngỡ ngàng. Ngày 21 tháng 4, Nhã Phương thông báo mang bầu khiến dân tình chúc mừng dần dần. Là người em thân thiết của Trường Giang, Thúy Ngân dường như cũng được truyền đến nguồn năng lượng. Cô lập tức đăng tải dòng trạng thái. Nhìn thấy ai hạnh phúc, tự nhiên mình cũng thấy vui lây. Năng lượng tích cực, đây được xem như cách Thúy Ngân ngầm gửi lời chúc đến gia đình Trường Giang Nhã Phương. Dưới bài viết tiến luận bình luận hỏi thẳng chuyện Thúy Ngân khi nào có em bé. Trước thắc mắc của đàn anh, Thúy Ngân ngượng ngùng trả lời. Anh hỏi cái em nhột ghê. Động thái này khiến người hâm mộ đồn đoán Thúy Ngân đang úp mở dự định mang thai trong tương lai. Là một trong những mỹ nhân duyên dáng của làng showbiz Việt, Thúy Ngân bỗng chốc nổi lên sau bộ phim truyền hình ăn khách gạo nếp gạo tẻ. Thời gian qua, cô tham gia thêm phim Cây táo nở hoa, nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía dân mạng. Về đời tư, cô vướng tin đồn hẹn hò Trương Thế Vinh, dù lên tiếng phủ nhận nhưng nhiều lần cư dân mạng soi được hin tình cảm của cả hai. Trước đó, Thúy Ngân cũng không ngại ngần nói về việc bị vợ chồng Nhã Phương Trường Giang nhiệt tình ship mình với Trương Thế Vinh không chỉ nhã phương anh trường giang mà tất cả mọi người đều ship tôi và anh vinh mọi người luôn hỏi tại sao tôi với anh vinh chưa có phản ứng gì với nhau tôi cũng luôn hỏi mọi người sao cứ thắc mắc tôi chỉ thấy mọi người tạo khói chứ không có lửa tôi và anh vinh như đồng nghiệp thôi tôi và anh vinh cùng làm việc với nhau hơn 10 năm chắc chắn có nhiều tình cảm quý mến nhau thúy ngân cũng thẳng thắn trả lời với nguyên nhân khiến mọi người đẩy thuyền mãi mà cô vẫn chưa nên đôi với trương thế vinh Tình cảm do cảm xúc đôi bên không thể có một chiều, phải xuất phát từ giữa hai người với nhau, tôi không kỳ vọng quá nhiều, cái gì đến sẽ đến mà cái gì không đến thì sẽ không bao giờ đến. Thúy Ngân chính thức lên tiếng về tin đồn sắp làm đám cưới. Tối 20 tháng 2 Thúy Ngân khoe ảnh hai chiếc nhẫn của một thương hiệu trang sức lên trang cá nhân, lập tức cộng đồng mạng cho rằng đây là nhận cưới và cô nàng sắp có tin vui. Mới đây Thúy Ngân có động thái đáp trả thông tin này, cô tiếp tục đăng ảnh hai chiếc nhẫn kèm chia sẻ, mình thích thì mình tự mua đeo thôi. Câu trả lời này phủ nhận chuyện Thúy Ngân sắp lên xe hoa và khẳng định cặp nhẫn này là do chính cô mua để tặng bản thân, chứ không phải nhận cưới. Thúy Ngân từng vướng tin đồn hẹn hò với nhiều nam nghệ sĩ. Cô và Trương Thế Vinh bị soi dấu hiệu có tình cảm, thường xuyên ngồi cạnh nhau đeo đồng hồ đôi và không ít khoảnh khắc selfie tình tứ như một cặp tình nhân thật. Khi đóng phim gạo nếp gạo tẻ, cô cũng bị đồn có quan hệ tình cảm với nam diễn viên Trung Dũng. Gần đây nhất khi tham gia một show truyền hình thực tế, Thúy Ngân bị gắn ghép với rapper Karik. Cả hai từng gây xôn xao khi xuất hiện trong bộ ảnh cưới. Tuy nhiên đây chỉ là hình ảnh quảng cáo mà cả hai tham gia. Thúy Ngân, tên thật là Lê Huỳnh Thúy Ngân, là một người mẫu diễn viên từng đoạt giải Á khôi trang sức 2009, lọt vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2010. Cô sở hữu nhiều phim nổi tiếng như Gạo nếp gạo tẻ, Cây táo nở hoa, Hải đường trong gió. Ngoài ra hiện nay cô còn đang là gương mặt quen thuộc trên nhiều game show truyền hình ăn khách.